đọc bài Sấm Truyền nhanh như điện. Bài của bên Đức Thầy đó. Nhanh như điện, nguyệt như thoi, dần xây thế giới, luân hồi chẳng chơi. Đọc tiếp. Có người thiếu nữ truyền lời, nhất vân thiên lộ mái trời, thinh thinh. Con quên đó thầy. Hãy xem trong bốn nguyệt trình, thì con đã biết, đã nhìn ta ấy. Thầy bảo thầy là trai qua gái, nữ thành nam tứ hãy tìm tàng. Bước đăng trình đi dọc về ngang, nay thầy chủ thảo trang khuyến thuyền. Thầy đã nói trước kia điều kiện, có nữ nhân thai tiếng kêu gào. Kêu nam phương ba tánh đồng bào, kêu các bậc anh hào chứng bị. Ta đào tạo bậc nhân bậc trí, đặt lập đời trường thi ứng khoa. Ta không gần cũng lại không ở xa, tin tưởng Phật thì ta là đó. Phật thầy nói ngăn sông của bó, cũng trôi đùa đừng ngó đừng tầm. Mượn nữ đời như điếc như câm, lại dốt nát rồi tầm không thấy. Theo ta phái tai nghe điều mấy, thọ tùng quyền học đạo mới thông. Dùng tai nghe dân tộc Nam Tây Đông, người ta mượn không không dốt đó. Thầy đã nói ta không mục mạc, ta là người Bồ Tát tại trần. Xuống kỳ này giúp đỡ quan dân, gặp dông bão cân phân hữu lý. Được lệnh tiện Quan Âm Thọ Ký, cùng Phật Ngài chuẩn bị đưa đơn. Khuyên xuống đây bỏ giận cùng hờn, giúp ba tánh trong cơn nạn khổ. Lớp đói khát, lớp thì máu đổ, lớp sương rơi như gỗ cây rừng. Chưa trụ tâm trụ thánh trụ thần, còn biển lửng nay mừng mây cợt. Dân chúng thấy Phật ôi hao hớt, 10 phần kia chết bãi còn 3. Siêu diệt rồi đạo Phật lý do ta, không có sợ vậy mà chi nữa. Bóng tùng kia con ơi ráng tựa, cõi Bồ Đề thầy hứa đã rồi. Nguyện tứ ngày đắc đạo thì thôi, bỏ trần hạ vậy thời lui bước. Khó lắm con ráng làm cho được, khó mà tu đặng vượt trở về chốn này là bể hải sông mê. Rừng tiền của nay mai cháy hết, nhắc kể thầy ta đây mê mất. Muốn nói sao đến chết nói hoài, nói cho người ở chốn trần ai, đặng siêu diệt ngày mai về cõi. Công Phật đợi đêm ngày mòn mỏi, Còn chúng sanh tôi mỗi của tiền, hỏi lại người sau đã phước duyên. Chết trôi nổi nơi miền Cá Rịa, thần tiên nói còn thôi mai mẹ. Đâu phải tường cây dĩa bơ con, nói lý ra phải ráng thâu dòm, cơ mật đạo phải ôm phải học. Mây giang hà kéo qua giang dọc, huống chi ta cực nhọc náo sầu. Con về đời rồi rõ đôi câu, nay thầy dặn biển dâu còn lấp. Có phước đức nay ta được gặp toàn bán đường, tu tập mau thành. Ngồi ở đâu điểm nguyệt nên danh, đừng có sợ nảnh tranh gì nữa. Đem tới xác đem trui nhờ lửa, đem dục thân được rửa nhờ thuyền. Chúng con giờ nay đảo mây điên, dừng bước lại dĩ kiên thầy nhắc. Buổi quân hạ mình ôi băng tắc, buổi học đường thầy dắt cho kề. Tâm quyết kỳ tơ thầy dặn bỏ bê, mong dạy đạo rồi về sáng suốt. Đây cuối thơ là màn kết cuộc, thầy còn không võ lực thiên đình. Còn ngồi đây còn cợt còn binh, còn lái bái còn xin cho đau. Rang cố gắng đánh đi hung bạo, giặt bên trong tay thảo bút đề. Không kiếm cung súng đạn được về, con phải ráng tứ bề hiệp lại. Đêm thanh tịnh nguyện cầu khẩn giới, cõi ta bà hà hái đi đi. Dòng suối tiên tâm mát diệu kỳ, nay suối trượt con lì con lội. Đẫm vật chất con sai thêm tội, đầy lao lung lặn lội được nào. Ở bên Tây bên Tân bên Tàu, cũng có thầy hỡi bên nào cũng mới có. Chưa có biết bí thơ chưa rõ, tưởng học hoài học bổng được sao. Kề với kinh sớm tối tiêu hao, công đèn sắp dồi trao cao điểm. Giữ sắc thân mất đi khó kiếm, nếu mà còn rất hiếp nghe ngay con. Một tấc thơ một tấm lòng son, cúng dân Phật trời tròn chiếu diệu. Tạo phước đức lạnh thôi tội chịu, tạo nguồn ân chút xíu rồi về. Bấy lâu nay cái sớ người tề gần rồi đó, nó về quá nghe xa. Thầy ước mong thầy nướng tòng bá, về cho rồi ôi đã quá lâu. Chuyện bút thơ có héo qua sầu, còn nói nữa giải dầu chi nữa. Bấm bồ đề chúng con ráng tựa, thầy nói đây thầy hứa không sai. Cúi đầu xin Phật tổ Như Lai, cho con đắc như tại thế. Làm tốt đẹp là mưu là kế, làm xấu xa là thế mãn rồi. Tỉnh đi con quả báo không nhồi, mình trả hết rồi nhồi gì nữa. Thương thì tổ đêm buồn con thừa, nhìn ở đâu thấy Phật rõ ràng. Thương anh em tu sĩ cả hàng, mình nhìn thấy cả đoàn đi dơi. Thân cô lẻ rừng buồn khắp khởi, thấy chưa con còn hỡi siêu miền. Đặt ân rồi ti ở đạo điên, trên ban xuống nguồn ân không tỏa. Thương thầy đồ con đừng có bỏ, thần thức thơ sức khổ đa đang. Tiếng thơ thi hơn của hơn vàng, sao xính được các hàng tôn cấp. Ráng bình tĩnh ngày mai con gặp, tới rồi đây gió tấp mưa gào. Trốn ở đâu bá tánh đồng bào, đối với thảm làm sao chi xiết. Nay thầy dặn con nên phải biết, đừng theo ma rồi việc theo ma. Theo Phật đi nấp bóng Phật đà, Ngài che chở mù sa cũng sang. Tâm biết thơ con tu cho đáng, thầy dạy rồi biển cạn sông sâu. Để trong lòng dấu nữa ở đâu nơi tam cõi rồi hầu cho xuống. Kệ kinh đấy nếu ai có muốn, có được đâu, có chuộng được nào. Không bên Tây, không bên Tấn, không lại bên Tàu. Ở cõi Phật có nào đầy nhạy. Phật rải xuống như mưa không thấy, người hiền lương tiếp được phép màu. Để giải đời trong lúc canh thâu, đây là bể nguồn sâu dơ bận. Thầy lặn lội như giờ tiếp dẫn, mong chúng con tinh tấn thầy mừng. Dù khổ đau ở chốn gian rừng, núp bờ bụi vui mừng thấy đạo. Lòng từ thiện ráng ngay ráng thảo, chữ trung kiên là giáo là gươm. Lót tỉnh thuyền là gạo là cơm, ăn no dạ rồi ôm no dạ. Tha chúng đi Phật trời ân xá, chúng con ơi đất rã trời ràng. Thay đổi rồi sự nghiệp gian sang, trời cũng đổi đất đai cũng đổi. Khó mà gặp ôi thôi diền mối, giấu đi con nhiều nỗi khổ hành. Nhìn mọi người sao quá hôi tanh, không dám nói chị anh mang tội. Công thầy tổ đăng đàn lẫn lối, đặng tìm người sám hối đưa về. Mã thành kia ôi đã bút đề, còn dừng lái đắng kề đắng nhắc. Về đi con đêm nay tu tắt, tỉnh đi con thắt ngặt thầy diệu. Không có gì đừng chuông, đừng yêu, đừng mê mệt chính chiều với nó. Của cái kia tắt hơi còn bỏ, mình tu chân thấu rõ đảo màu. Xem hồng trần có thế gì đâu, mau tỉnh ngộ rồi hầu tu tình. Tu là quý là lời sâu kinh, tu niềm riêng tâm định phúc cần. Người tu hành là một người dân, dân Phật quốc chuyên cần muôn pháp. Tiền dư của hàng ngày mình gấp, không quý đâu tấp nập tiêu thàn. Bạc mấy kho, vàng hỡi muôn ngàn, không có cánh mà bay mất hết. Thầy đã nói từ đây tới Tết, kẻ si mê kẻ chết người tiêu. Không sớm ơi thì cũng ắt chiều, đây năm hợi nó thiêu nó cào. Dấu ở đâu gặp điều sốc sảo, nó moi ra lục lão kiếm ăn. Thịt với da xương cốt nó quăng, tránh không khỏi cú căng sao được. Ai gieo ác làm sao hưởng phước, ai gieo hiền thì được gặp hiền. Chúng con ơi pháp Phật truyền miệng, nay mật thuyết tâm thơ thầy tặng, phải cố gắng lời này thầy dặn. Thơ cuối cùng trong trắng như ngần, về mau đi giữ xác giữ thân. Giữ hồn lại đừng cân đừng lượng, đừng để chúng ma dương nó mượn. Nó mượn rồi sung sướng vô cùng, nó cợt cười ta lại lung tung. Nó biến quá ta khùng ta điếc, nó vô đây hành hung nó diệt. Mượn ngôi trời để phá cửa trời. Kể từ đây độc nhẫn con ơi, xa lánh đạo, đạo lánh đạo lợi. Đạo không chút từ bi nào gợi, đạo sát sanh hại vật vô cùng. Đạo gì đâu đối quá lạnh lùng đo, đạo đi tư đi tung tìm kiếm. Đạo gì hỡi tâm kinh không liệm, không hiền ngoan tánh nết thuần hoàng. Nếu đạo thầy đạo Phật Thích Ca thấy thương mến không xa một mày. Còn đạo gì đi dông đi dãi, đạo quỷ tà đạo hải ma dương. Chúng con ơi tránh nó xa đường, đừng chơi giỡn rồi dương rồi dân. Ngài khắc lụng canh tàn tinh tân, dạy chúng con cố vấn lòng mình. Bài nãy kia của Sấm Tráng Trình và thầy để không sai một nét. Về đi con trí minh mình dẹt, làm việc lành tự dẹt đấy trò. Đừng ghét ghen phép Phật ban cho, đừng thù hận một kho tài bao thông. Trong đó mình là người đạo, được lắng im ngày luận tháng kề. Không lúc nào mình được si mê, mình xa lánh mình kề Phật tường. Ráng đi con tu là sung sướng, cõi ta bà mình dướng mỗi điều. Tuy nói rằng thân mật thương yêu chồng với vợ anh em giàu có, nhưng một chút rồi thôi nó mò, một chút đấy thành cỏ nghe đời. Tình yêu thương Phật với ngôi trời, yêu tịnh độ thương thời phương cảnh. Vĩnh viễn mãi con ơi không lánh, không có tan cái cảnh ngôi dương. Ở nơi đây thấy khổ mỗi đường, thầy báo chúng dân dương thì khổ. Mần cực thân mồ hôi phải đổ, còn giữa hôn gây gỗ mặt nhăn. Như quỷ thần ác thú không hằng, làm chi vậy cái thân thay đổi. Tiếng tâm đồn bà kia ông nọ, gian dỗi rồi hung dữ gian manh. Để làm chi, để giựt, để dành món chung đỉnh, để ăn mập béo. Biết tu niệm là khôn là khéo, tránh đường tà ắt kẻo gian nan. Đi trở về nối gót Phật đàn, đò đưa đảo bước sang thượng quốc. Hôm nay thì thầy kể trong cái bí quyết tâm thơ một ít nhỏ hẹp, để cho trò thấy đừng tu mở rộng ra.